Hướng dẫn xóa khuyết điểm trên mặt, bụng và nha. Mở file trong Photoshop. Bước đầu là tạo một layer black and white, kéo thành màu đỏ vàng xuống chút xíu để thấy rõ khuyết điểm. Có một số vùng tối thì nên mở layer cover bên dưới, nâng sáng lên chút xíu để thấy rõ. Để mình xóa. Rồi mở một layer trắng ở trên cái layer background. Công cụ chúng ta dùng để xóa là Healing Brush. Ở trên như anh em để ý là chọn Current and Below. Internet hoặc là option trên máy móc chúng ta bấm giữ thấy vùng da chuẩn, rồi sau đó chúng ta xóa dần đó, cái khuyết điểm ở trên mặt của mẫu. Ok, sau khi xóa xong thì chúng ta xóa luôn hai cái layer black and white, rồi delete nó luôn. Chúng ta có ảnh kết quả đó, rất là đúng.